À, một người tự tin hơn, đúng không? Vậy thì anh, theo anh chị, marketing là gì nào? Từ nãy giờ mình biết là tại sao phải làm video rồi, tại sao phải live stream rồi đấy, nhưng mà vậy thì bây giờ marketing là gì? Ai trả lời được marketing là gì nào? Anh chị cứ comment đi, không đúng không sai gì đâu, đừng có sợ. Học mình tương tác với nhau cho nó vui. Một lần quay video hết nửa ngày à? Follow cháu với à? Marketing là quảng cáo à? À, marketing là quảng cáo, là thu hút khách hàng, là truyền thông. Anh chị học viên cũ cứ trả lời coi thử nhớ không? Tiếp cận khách hàng, mang đến doanh thu. Marketing là trao giá trị. Marketing là em mới làm được 2 video có được 50 view. Đang hỏi marketing là gì mà. Là quảng cáo tạo giá trị thu hút khách hàng. Ok, xây dựng thương hiệu cá nhân. Rồi. Ok. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Ok. Nói chung là những cái anh chị trả lời thì nó đều đúng hết đấy, nhưng mà đúng theo một cái gọi là đúng theo một cái khía cạnh của anh chị, một cái góc nhìn của anh chị thôi, tại vì anh chị có trải nghiệm với cái đấy. Có người thì có trải nghiệm là marketing là mình quảng cáo, à, hay quảng cáo cho nên mình nói là quảng cáo. À, marketing là hay giới thiệu sản phẩm cho nên gọi là hay giới thiệu sản phẩm. Vậy thì bây giờ chốt một cái là như thế này này. Marketing là như thế này anh chị nha. Marketing là tất cả những cái hành động gì mà thu hút khách hàng tiềm năng thì gọi là marketing. Anh chị ghi vô đi. Marketing là tất cả những cái hành động thu hút khách hàng tiềm năng thì gọi là marketing. Đấy, nó chính xác là như vậy anh Hải nhé. Và anh Hải trả lời là gì? Marketing là các hành động đến khách hàng tiềm năng. Các hành động thu hút khách hàng tiềm năng thì gọi là marketing. Ví dụ như anh Hải hôm nay vô đây, ngồi trong Zoom này, xuất hiện trên Zoom này của em, trên gần 600 người này, đó là một hành động marketing. Đó chưa? Đấy, nó là hành động marketing. Cái việc mà anh chị vô Zoom này học, anh chị mở cam, nó là marketing. Đó là do cái thời dịch đấy anh chị. Cái thời dịch mà ai mời Hưng đi cái Zoom nào, Hưng cũng mở cam, Hưng ngồi miết, mà Hưng phải xung phong giới thiệu cơ. Đó là marketing. Hưng đi học những cái lớp online, Hưng phải giơ tay lên để làm gì? Hưng giơ tay lên, Hưng đứng, Hưng phát biểu. Đó là marketing. Anh chị rõ mà. Hưng vô một cái lớp 1.000 người của một thầy, của thầy Phạm Thành Long, xong Hưng giơ tay lên, Hưng phát biểu. Ở trong đấy toàn là những người dân, và những người dân bán hàng, thì họ có cần làm video không? Có. Mình giơ tay lên mà phát biểu, có phải là ở đấy có khách hàng của mình không? Thì có phải là mình đang làm marketing thu hút khách hàng tiềm năng không? Thì đó là marketing. Đúng không? Ví dụ như là ngày 13 tháng 8 này ở Nha Trang có chương trình chạy bộ, mấy mười mấy ngàn người đấy. Mình đeo cái khăn này mình ra đó mình chạy bộ thì có phải là marketing không? Đằng nào mấy anh cha đó chạy qua phở khô, ăn phở khô ủng hộ mình. Đúng không? Thì làm marketing với gì nữa? Đơn giản không anh chị? Cho nên là tất cả những cái hành động gì mà thu hút khách hàng thì gọi là marketing. Mình ra quán cà phê, mình uống cà phê với nhiều người, với bạn bè, xong mình chia sẻ công việc của mình làm bất động sản, công việc của mình làm này làm kia, có phải là marketing không? Là marketing. À, cho nên anh chị nhớ, quan trọng là mình có tập trung không? Có nghĩa là mình phải tập trung vào nó. À, có nghĩa mình phải hiểu là tất cả những cái hành động gì mình chia sẻ để mình có thể bán được sản phẩm của mình, đúng không? Thì gọi là marketing. Nhưng mà ở đó phải có khách hàng tiềm năng của mình, đúng không? Chứ ra cà phê ngồi chém gió thì chém lung tung thì không được. Nó phải có lý do. Ở đây phải có khách hàng, đôi khi uống cà phê nó phải có tiền, đúng không? Bỏ tiền ra uống ly cà phê phải kiếm nhiều tiền hơn chứ. Bây giờ làm sao mà đăng video lên xu hướng vậy thầy? Dễ lên xu hướng à? Đăng video mà dễ lên xu hướng thì mọi người đâu có đi học. Anh Hải, anh phải cày te tua kìa. Bây giờ mà anh chị vẫn còn nằm mơ nghĩ như vậy là không được đâu. Anh chị bỏ cái suy nghĩ đó đi. Hồi nãy Hưng chia sẻ cho anh chị rồi, khi nào khách hàng mua hàng của anh chị, khi anh chị có giá trị với khách hàng thôi. Khi nào người ta xem video của anh chị, khi anh chị có giá trị với họ. Vậy thì khi nào video lên xu hướng? Khi mà video của anh chị phải chỉnh chu về hình ảnh, về âm thanh, về ngôn từ, về khuôn mặt anh chị, về biểu cảm của anh chị, về sự sáng tạo video của anh chị, và tất cả mọi thứ đấy có phải là kỹ năng không? Thì mình phải học. Vậy thì để video lên xu hướng thì anh chị phải có những cái kỹ năng đấy thì video của anh chị mới lên xu hướng được. Còn lên xu hướng để làm gì mới là quan trọng. Ví dụ như mình bán hàng thì lên xu hướng mình bán được hàng nó sướng. Còn ví dụ như bây giờ anh chị làm ngược đời thôi là lên xu hướng, giống như hơn xíu nữa anh Hương chia sẻ cho anh chị lên xu hướng dễ rồi mà. Hương ra ngoài bè, Hương lấy mì tôm, Hương chế, Hương ăn mì tôm riêng, xong Hương ăn con mực riêng, Hương nói ở ngoài bè người ta ăn riêng, người ta không ăn chung vậy, thế là video lên xu hướng. Hương ngồi Hương luộc con tôm, nhưng mà Hương luộc Hương ăn xong con tôm rồi cái vỏ con tôm nó vẫn còn nguyên, thế là video lên xu hướng. Đúng không? Chiều ngày mai anh chị ra chợ, anh chị mua nửa ký tôm về, xong anh chị chế mì tôm anh chị ăn là nó lên xu hướng. Anh chị làm cái gì mà nó ngược đời là nó lên xu hướng. Vậy lên xu hướng có gì dễ không? Dễ mà, nó vô nó cãi nhau là lên xu hướng thôi, quá dễ đúng không? Nó đơn giản mà, có gì đâu mà khó.
Vậy thì lên xu hướng để làm gì mới là quan trọng? Lên xu hướng mà bán được tiền, mà kiếm được tiền mà bán được hàng thì nó mới là quan trọng. Đó. Kênh Việt Nam thì chưa bật kiếm tiền được. Anh chị cứ học đi. Thầy dạy làm video đi ạ. À. Đang dạy làm video nè anh chị. Thế anh chị đang học cái gì? Thế theo anh chị đang học cái gì? Anh chị đang học làm video đây. Ủa chứ anh chị học video có nghĩa là mình làm sao? Có nghĩa là chỉ cho anh chị edit rồi chấm 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 rồi tạo ra cái video đấy lên YouTube học cho anh chị ngồi đem chi mất thời gian. Ở đây là hướng chỉ cho anh chị cách làm video, nó phải thay đổi từ trong tư duy mình cái đã. Mình nghĩ là mình làm được, mình không còn sợ nữa. Nhiều thứ lắm chứ còn cái việc cái trên YouTube nó có hết rồi. Anh chị lên coi kênh YouTube Hưng Huỳnh đấy, anh chị có thể xây một kênh đơn giản đàng hoàng luôn, chỉnh chu luôn, hiểu không? Cái này là mình đang học về phần tại sao phải có mặt, tại sao phải làm video đã. Anh chị phải có đủ lý do tại sao mình có thể bay từ từ Nha Trang đi Hà Nội, mà bay từ Hà Nội về lại Nha Trang vì ở đó ngày xưa có người yêu ở đấy, xong mình bay ra mình gặp, xong mình đi về. Chứ bình thường cha nào biểu mày bay ra mày chơi tao đi về con không, thì nó phải có lý do để làm chứ. Thì mình phải biết tại sao mình phải bay, thì bây giờ phải biết tại sao phải làm video đấy chứ. Ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều đấy. Cho nên là đầu tiên là phải làm đúng đủ đều cái đã, ok nhá. Rồi từ nãy giờ chưa giới thiệu luôn, bây giờ giới thiệu cho anh chị biết Hưng là ai nha. Từ nãy giờ nói mày chưa giới thiệu luôn ấy, vô đây anh chị tự nhiên nghe cái ông nào nói từ nãy giờ, để Hưng giới thiệu xong rồi anh chị mới biết anh chị học cái gì đúng không. Chứ tự nhiên anh chị hỏi Hưng là bây giờ dạy video đi. Ok, giới thiệu cho anh chị là Hưng tên đầy đủ là Huỳnh Duy Hưng nha. Chào mừng anh chị đến với buổi chia sẻ là xây dựng kênh video top top triệu view. Nếu ai kiên trì thì sẽ làm được, để thu hút khách hàng tiềm năng và bán được hàng, đó mới là mục tiêu nhá. Thì Hưng cảm ơn anh chị rất là nhiều khi mà gần gần 600 anh em là ngồi đây để nghe Hưng chia sẻ, và Hưng sẽ chia sẻ hết mình tất cả những trải nghiệm của Hưng, kiến thức của Hưng là đã làm thành công cũng như là giúp cho nhiều người thành công về cách làm kênh TikTok, cách làm video để đăng nhiều nền tảng khác nhau nữa, giúp cho anh chị có những trải nghiệm tuyệt vời và những bài học quý giá trước khi rời khỏi cái Zoom này. Anh chị nào mà cảm thấy học được thì anh chị học, không học được anh chị rời khỏi cũng không sao đấy. Cái Zoom này dễ chịu lắm, ngày xưa thì Hưng khó chịu lắm, bây giờ thì nó dễ. Tại vì nếu mà anh chị ở lại thì anh chị cần, còn nếu anh chị không cần thì anh chị rời đi, anh chị đi chơi nó sướng hơn đúng không? Có nghĩa là chúng ta cảm thấy cái nào thoải mái nhất thì được. Anh chị nằm, anh chị ngồi, anh chị làm vẫn được đấy nha. Ok, rồi tóm lược nội dung 2 ngày hôm nay là như thế này. Hưng sẽ chia sẻ cho anh chị hiểu được lộ trình xây dựng kênh TikTok để áp dụng vào các mạng xã hội khác nữa nha, lộ trình xây dựng kênh để anh chị biết cách làm. Chúng ta không có đi lệch hướng ra anh chị làm lại mất mất thời gian. Thứ hai là anh chị biết được các sai lầm khi xây kênh để anh chị né ra không còn sai lầm nữa. Cái thứ ba là các tiêu chuẩn về hình ảnh cũng như là âm thanh cũng như là ngôn từ khi làm video. Giống như anh Hải ở đây đấy, chỉnh cho anh là hình ảnh như này chưa được, như âm thanh như này chưa được, ngôn từ như này chưa được, phải thay đổi. Cứ từ từ như vậy thì con người mình nó phát triển. Không quan trọng là triệu view đâu, mà quan trọng là khi đạt được triệu view đó, anh Hải ảnh đã thay đổi rất là nhiều về bản thân ảnh. Cái đấy mới là cái quý giá, chứ không phải quý 1 triệu view kia đâu anh chị. Tiếp theo là giúp cho anh chị tự tin trước ống kính và giúp cho anh chị nói năng lượng hơn. Giống như Hưng đang nói như này, anh chị nghe có cuốn cuốn không ạ? Nói cũng có năng lượng đúng không? Rồi cái cuối cùng là gì? Giúp cho anh chị biết được cách để tăng lượt xem video như thế nào, cách tăng follow như thế nào, cách tăng khách hàng tiềm năng như thế nào. Còn làm hay không là chuyện của anh chị. Nhá. Rồi. Tạm thời thì anh chị đừng nhắn tin nữa, anh đừng comment nữa, tại vì anh chị comment Hưng phải đọc. Em làm kênh bóng đá có dễ lên, kênh nào cũng dễ lên thế đấy, hồi nãy mình chia sẻ rồi. Em đang bán mặt hàng cua Cà Mau, nó khác mặt hàng người ta bán. Thì tất nhiên rồi, em bán cua Cà Mau nhưng mà người ta bán cái khác thì nó là khác là đúng đủ. Là như nào? Ngày mai phân biệt con cua Cà Mau, con cua nào đực, con cua nào cái là nó lên xu hướng. Ngày mai làm thử đi. Hôm nay các bạn đi mua cua Cà Mau nhưng mà chưa bao giờ biết con nào là con đực, con nào là con cái đúng không? Hôm nay tôi sẽ phân biệt cho các bạn con cua nào là con cua đực, con cua nào là con cua cái. Sau đó mình chỉ cho họ là con cua nào ngon hơn, đực ngon hơn hay là cái ngon hơn. Sau đó chỉ cho họ cách luộc bao nhiêu phút thì ngon. Ok, ngày mai có làm không? Chỉ cho luôn rồi đó. Làm thì lên xu hướng, còn không làm thì thôi. Đấy, quá rõ ràng không anh chị? Em bán bún Thái ở Cần Thơ, thầy ghé chơi, hôm nào đi đi Cần Thơ thì ghé. Ok nhé. Rồi, cái đấy là một cách để làm thôi. Bây giờ Hưng dạy tiếp nha. Chứ bây giờ anh chị, Hưng chỉ cho một ông bán cua là biết là anh chị sẽ comment rất là nhiều để Hưng chỉ cho anh chị. Nhưng mà đừng comment nữa, Hưng không đọc comment nữa đâu. Từ từ đã, anh chị học xong anh chị tự làm. Chứ bây giờ Hưng chỉ cho ông cua Cà Mau, ông chỉ làm được một video đó thôi. Tại vì ông không, ở trong đầu ông không có cái tư duy làm video. Bây giờ mình chỉ cho ông một video đó, ông về ông làm được một video đó, xong bữa sau ông lại đi hỏi tiếp. Thì chẳng lẽ hỏi cả đời à?
Nhưng mà khi ông tự biết cách làm rồi á, ông có cái tư duy rồi, à phải làm như này thì ông tự làm được. À, ok nha. Chút xíu nữa, cuối 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 lớp học nó sẽ có cái giờ hỏi đáp và cái giờ khám kênh, đồng ý không? Cuối lớp học nó sẽ có cái giờ hỏi đáp và cái giờ khám kênh, Hưng sẽ giúp anh chị nha. Ok, có hôm khám kênh tới 2 giờ sáng là mày yên tâm, từ từ Hưng giúp anh chị. Rồi giới thiệu tới đâu rồi? Ok, con chị nào không biết Hưng không, con chị nào lần đầu tiên gặp Hưng ở trong này luôn không, thì comment số 2 coi nè, lần đầu tiên luôn, chưa bao giờ biết luôn, comment số 2. Ủa nhiều thế à, không biết tôi là ai mà cũng vô đây ngồi nghe. Thật. Ok. Ủa, nghe đồn à. Vô đây vì nghe tin đồn à. Ủa, sao nhiều thế? Biết anh qua YouTube à? Đã bảo là chưa biết mà. Biết rồi cũng comment. Làm siêng lắm rồi. Vừa biết anh ngày hôm qua. Anh của ngày hôm qua. Ok. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, vì một số người chưa biết cho nên Hưng sẽ xin 2 phút chia sẻ cho anh chị để anh chị biết về Hưng, xong rồi anh chị mới có cảm xúc để anh chị ngồi nghe Hưng nói từ giờ tới ngày 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 mai nữa. Nói chung là cách đây 2 năm trước Hưng cũng giống như anh chị thôi, không có biết gì về TikTok đâu, nói chính xác hơn là 3 năm, từ năm 2019 nhá, cái lúc mà thời gian dịch bệnh nên chị Hưng cũng như anh chị thôi, Hưng cũng ở nhà mày mò chơi TikTok theo kiểu gọi là thấy quay TikTok mình đẹp trai hơn cho nên mình chơi, anh chị đồng ý không? Mắt tự nhiên đưa TikTok vô xong tự nhiên thấy cái mặt mình nó đẹp hơn anh chị, sau da nó láng như trời, đó là tự nhiên chơi TikTok thôi, đơn giản là như vậy, là quay TikTok, nhưng mà toàn quay xàm thôi anh chị, quay xàm thôi, bỏ nhiều kênh lắm rồi nhá. Đấy, lúc đó còn mới cho nên là mình chủ yếu là gì, Hưng bắt chước người khác Hưng làm thôi, Hưng thấy cái làm khi lên thằng kia làm lên xu hướng, xong bắt đầu Hưng cũng bắt chước làm video lên xu hướng đấy, thì tự nhiên bắt chước nó cái mình làm được. Đây là cái công thức đầu tiên cho anh chị nè, cái ngành nghề của mình làm cái gì thì mình đi bắt chước cái ngành nghề của cái thằng thành công đấy. Hưng bắt chước không à, Hưng thấy người ta làm xong Hưng đi bắt chước, à Hưng làm theo thì nó lên xu hướng. Tiếp theo là gái xinh nhiều, nói thiệt là như vậy, ở trên TikTok sao nó xinh quá, tại vì con gái chỉ cần đưa cái mặt vô là nó xinh rồi, gái xinh nhiều cho nên là mình lên TikTok mình chơi giải trí đúng không ạ. Thứ ba là gì anh chị, đứa nào mà hỏi mày có TikTok chưa, kêu tao có rồi, kênh tao có xu hướng rồi, là tự hào lắm, tự hào cực kỳ luôn. Cho tới một ngày Hưng đi học video xong mình tự hào mình có 60.000 follow, mà trong khi mấy thằng kia chưa có thằng nào có hết. Xong gặp một chuyên gia về TikTok, nó hỏi ủa anh ơi anh có 60.000 follow nhưng mà anh kiếm được tiền chưa, bắt đầu đơ mặt ngu đần ra luôn, có nghĩa là mẹ tao toàn làm video xàm không mà, làm mẹ gì có tiền, mày hỏi câu sao khó quá vậy, tao mới đi học mà, hỏi nhục quá anh chị à. Thế là về sau khi học xong về âm thầm bỏ kênh và xây kênh mới đấy, bỏ kênh và xây kênh mới, mặc dù lúc đó 65.000 follow rồi, à 65.000 follow rồi, nhưng mà vì vì tự ái cho nên tao phải xây kênh mới và tao kiếm được tiền cho mày coi. Thì sau này Hưng cũng là người đi chia sẻ về TikTok giống như anh ấy luôn, anh ấy cũng là một người người đời đầu, anh Lê Viết Hợp ấy. À, anh lúc đó anh Lê Viết Hợp hỏi mình như vậy đấy, chắc biết anh có nhớ hay không thì không biết đấy. Và cái lúc mà Hưng về Hưng làm lại thì nhờ cái khăn này này anh chị, nhờ cái khăn này, lúc đó là cái khăn này nó đi với Hưng, là từ ngày xưa Hưng hay lấy xe Hưng đi đi phượt á, đi lòng vòng cả nước á, anh chị lấy xe máy đi phượt á, thì Hưng có cái khăn này, nhưng mà vô tình làm cái khăn này lên đó thì người ta biết mình rất là nhiều. Ừ. Và lúc đấy thì Hưng đi học lớp của thầy Phạm Thành Long, lớp làm video của thầy Phạm Thành Long, thì Hưng học được một cái câu như này, anh chị có thể ghi vô này, cái câu mà Hưng rất là tâm đắc để anh chị có thể làm được này, là hướng dẫn cho ai làm một cái gì đó. Hưng học được một cái bí kíp là hướng dẫn cho ai làm một cái gì đó, thầy nói là mày cứ về mày hướng dẫn cho người ta làm một cái gì đó, thì về hướng dẫn thì nó có giá trị anh chị ạ. À, hướng dẫn lúc đấy thì Hưng chọn cái kênh là đi review, tại vì cái này thì nó cả là một quá trình lận. Hưng coi những người review ở Nha Trang anh chị, Hưng có 2 kênh anh chị biết đúng không ạ, một kênh là chú Hưng Râu là chuyên gia review ở Nha Trang, thì Hưng là cũng là một trong số KOL nổi tiếng ở Nha Trang nhé, loanh quanh cỡ số 1 số 2 gì đấy, nhưng mà có khi là số 1 rồi, lúc đó mình định vị mình là sẽ là KOL số 1 Nha Trang luôn, à mình định vị kênh của mình đó anh chị, mà mình chưa có cái mặt khỉ gì hết đấy. Mình biết làm, nhưng mà anh chị biết là thông qua 65.000 follow kia, anh chị biết Hưng học được cái gì không, Hưng học được cái sáng tạo nội dung này, Hưng học được cái edit video này, Hưng học được chơi TikTok này, sau khi Hưng chuyển đổi qua cái nội dung khác đấy là hướng dẫn cho người ta làm, có nghĩa là mình hướng dẫn cho người ta đi ăn, hướng dẫn cho bạn ăn quán này, hướng dẫn cho bạn ăn quán kia, nhưng mà không phải là giúp cho cái người bán không đâu nha, giúp cho người bán và giúp cho người mua, có nghĩa là giúp cho người ta bán được hàng và giúp cho người ta, cái người đi du lịch Nha Trang á, hoặc là ở Nha Trang người ta tới người ta ăn ngon nữa, mình phải đi test trước, mình phải đi trải nghiệm trước nữa anh chị. À đấy, thì đó là cái việc mình giúp cho 2 bên chứ không phải giúp cho một bên thì nó không có đúng. Thứ hai là cái chỗ nào mà đem tới mà đồ ăn quá trời luôn xong rồi ăn là Hưng không ăn đâu,
Hưng chỉ ăn cái món nào Hưng thích thôi. Hưng ăn muốn một món ngon thì nói ngon, còn không được thì thôi. Có những quán mà Hưng đi review nó không ngon, nếu Hưng về Hưng nói không ngon thật, xong kêu chị thay đổi đi thì em review tiếp, không không thôi. Đấy, cuối cùng quán đó giờ dẹp tiệm rồi. Làm như thế mà sao bán được hàng? Không làm được. Ừ. Đúng không? Cho nên là ngày xưa thì chơi rất là nhanh. Ừ. Và lúc đấy thì nhờ vào đấy mà Hưng định hướng được cái kênh của mình. Đấy, định hướng được cái kênh của mình. Ừ. Bao nhiêu trong số anh chị đây đang làm TikTok cho vui thì comment số 3 nè. Bao nhiêu anh chị đang làm cho vui thôi. À, ôi dồi, sao nhiều người làm vui thế à? Bữa nay đừng làm cho vui nữa. Làm thật nhá. Tại vì như này nó tốn thời gian lắm. Tất nhiên là làm cho vui á, nó được cái gì, nó được có trải nghiệm và nó được biết cách edit. À, nó biết cách edit. Cho nên bây giờ chúng ta phải thực sự nghiêm túc với nó. Cái nào mà anh chị nghiêm túc với nó thì gì ạ? À? À, thì anh chị có cái đó, giống như là ngày xưa anh chị có vợ có chồng đúng không? Có phải là anh chị rất là nghiêm túc trong cái việc cưới hỏi thì anh chị mới có vợ có chồng chứ. Chứ còn anh chị để ý này, những cái người mà tới bây giờ họ vẫn chưa có vợ có chồng đó, tại vì họ không nghiêm túc trong cái việc đấy. Họ không tập trung vào cái việc đấy cho nên họ không có, chứ không phải là họ ế đâu. Họ không tập trung vào, họ không hiểu là mình phải tập trung vào cái đó mình mới có được. Có chồng có vợ hay là kiếm tiền hay là bất cứ mọi cái gì, Hưng rất là tập trung vào việc làm TikTok, và cũng may mắn là lúc đó Hưng đi thi anh chị. Hưng giành được nhờ 2 giải nhất trong 2 cuộc thi thì được 130 triệu. Thì TikTok đấy trong một tháng được 100.000 follow. Đấy thì nhờ cái câu mà hướng dẫn cho ai làm một cái gì đó thôi. Thì Hưng đi ra Phú Quốc, Hưng nhớ cái video triệu view đầu tiên là ở Phú Quốc. Hưng hướng dẫn cho người ta cách ăn trái dừa đó anh chị. Chặt trái dừa ra uống nước xong rồi mình chặt cái vỏ của trái dừa đó xong mình làm cái muỗng á, mình xúc lên. Thì cái video nhờ vậy mà lên xu hướng được triệu view. À, thì cứ hướng dẫn cho người ta làm một cái gì đó là lên triệu view. À, là không phải lên triệu view mà nó có giá trị, giống như là Hưng nói anh đồ gia dụng ấy. Thì hướng dẫn cho người ta làm đồ gia dụng, anh bất động sản thì hướng dẫn cho người ta coi quy hoạch, hướng dẫn cho người ta các chính sách, hướng dẫn người ta các luật về bất động sản. Đúng không? Mình làm ngành nghề gì thì mình hướng dẫn ngành nghề đấy. Anh laptop thì hướng dẫn cho người ta gì sử dụng laptop. Hướng dẫn cho người ta cách đi lựa laptop cho phù hợp với lại ngành nghề. Ví dụ như mình làm văn phòng thì lựa máy tính như thế nào. Rồi mình làm IT thì mình lựa máy tính như thế nào. Đúng không? Ngành nghề nào nữa đâu? Đấy. Sản phẩm đông lạnh thì mình phải hướng dẫn cho người ta. Mình đầu tiên mình quay cho họ cái cách mình gửi đi. À, bán mỹ phẩm thì mình review về sản phẩm mỹ phẩm, hướng dẫn cho họ cách rửa mặt, hướng dẫn cho họ cách chăm sóc da, hướng dẫn cho họ cách mà nặng mụn, hướng dẫn cho họ cách đầu mũi không bị đầu đen gì đấy, rất là nhiều kiểu, đúng không? Rồi thì đó là cái câu đầu tiên anh chị nhớ nha. Câu đầu tiên là làm video nó phải có giá trị, đúng không? Giá trị thì người ta mới xem. Cái thứ hai là anh chị hiểu marketing là gì. Marketing là những hành động thu hút khách hàng tiềm năng thì gọi là marketing. Cái tiếp theo là gì? Cái tiếp theo là làm video là hướng dẫn cho ai làm một cái gì đó. Từ nãy giờ Hưng nói xung quanh chỉ có 3 câu đó, anh chị ghi vô hết chưa ạ? Chỉ có 3 câu đó là anh chị đủ rồi. Nhưng mà 3 câu đấy anh chị có hiểu hết không? Có ai chưa hiểu 3 câu đó không? À, có ai chưa hiểu 3 cái câu vừa rồi Hưng nói không? Ừ, hiểu rồi thì ok anh chị nha, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đấy, chỉ cần hiểu 3 câu đó thôi là mình đã có rất là nhiều cái kiến thức rồi. Bán trang sức thì hướng dẫn được gì thầy ơi ạ? À? Bán trang sức thì quá trời cái hướng dẫn mà bây giờ nói, nếu mà đi đám cưới người yêu, nếu mà đi chơi với con ghẹ à, mới nếu mà đi chơi với nếu mà đi là đi chơi với bạn trai mới quen đó, thì nên dùng trang sức gì? Nếu mà đi đám cưới người yêu cũ thì nên dùng trang sức gì? Thiếu gì cái để làm, đúng không? Trời ơi, nếu mà bạn diện một bộ váy mà đẹp như này thì nên dùng trang sức gì? Váy ngắn trang sức gì? Váy dài trang sức gì? Đi học trang sức gì, đi chơi trang sức gì? Trời ơi, quá trời cá luôn mà sao không nghĩ. Anh đừng có tập trung vào trang sức mà anh tập trung vào cái trang sức nó